Bắt đầu nhá. Whatever you like. Lên đi, lên đi. Từ từ. You like I afternoon. Thế này phải tắt đi. Bắt đầu chưa? Không phải tắt đâu. Cứ để kệ nó bắt đầu ra. Đợi em một chuyện. Em hai một chuyện không làm. Bắt đầu. Oh shit. Bật nhạc đi em ơi. DJ Spin. Hip hop là gì? Hip hop có phải là bác học? Hip hop có phải là new school, là old school nếu chúng bác học? Hay là quần thụng, hay là áo phông, hay là cứ phải chứng tỏ mình láo ngông? Tao ta ngổ ngáo, tao ta hổ báo, tao không đồng ý mà là gì? Nhưng mà tao đi con mẹ vẫn hết mấy cái quan điểm toàn mùa về hip hop đi. Hip hop của tao thì đéo phân biệt dân chơi thành phố hay là quê. Hip hop của tao đơn giản là những người anh em trong cuộc sống thực. Hip hop của tao là những trang giấy kín đặt tâm tư bằng đồng mực. Hip hop của tao là nhạc mặt hết cơ đi dày xoay nát kia. Là 100 thằng con yêu cột mình nhạc khoái chân bay khắp phía. Và có những thằng cả đời loay hoay tìm cách làm sao để chất. Những thằng nào dám cháy hết mình với đam mê là tao để chất. Điện với oh to the new, oh to the new. Tao xem đi trong mày cái cách làm sao để real and fucking chill. Sao đang thu xin em biết khi quay homie freestyle. Thế giới bọn tao là một thế giới thức và đéo có mấy cái cuốn chết đi ai đến với oh to the new, oh to the new. Sao đang chỉ cho mày cái cách làm sao để real and fucking chill. Xem ok, quay xong ok nhỉ? Các bạn đi xem lại đi. Đâu, em muốn mẹ em vậy. Nào,